đem thao ăn phở Hà Nội nha. Hôm nay ăn tối đó, bây giờ là 8 giờ tối rồi đó, mà giờ trời cũng còn hơi sáng sáng à, chuẩn bị tối rồi. Giờ mình đi ăn phở Hà Nội ở trong Việt Nam Thao nha. Đây cho các bạn coi cái quang cảnh buổi tối của tiệm ăn ở Mỹ ha, trong khu Việt Nam Thao, khu của người Việt. Mỗi cái cửa là một cái tiệm nè, có karaoke nữa nè. Cô bé đi phở Hà Nội, đi ăn phở Hà Nội. Mình định ăn bánh cuốn ông Tạ mà bánh cuốn ông Tạ sắp đóng cửa rồi. Bánh cuốn ông Tạ đóng cửa sớm, 8 giờ đóng cửa. Nên mình ăn phở Hà Nội, phở Hà Nội mở cửa tới 9 giờ rưỡi rồi. Ôi thì báo Hồng Ngõ đây hả ta? Không, này tiếng mỏ Bắc Cali, tưởng báo Hồng Ngõ. Đây, bánh cuốn ông Tạ chỗ này ăn cũng ngon ha. Bữa nào mình ăn bánh cuốn ông Tạ mình review cho các bạn coi nha. Pharmacy, cái này là tiệm thuốc mà. Rồi các bạn theo mình đi phở Hà Nội ha, phở Hà Nội nằm ở cuối đường. Ở Hà Nội họ có cái làm cái những cái liều ăn ở ngoài nữa nè. Cái liều này hình thành từ cái thời Covid năm ngoái tới giờ ha. Ai muốn ngồi ở ngoài ngồi, ai muốn ngồi ở trong thì ngồi. Mình chắc mình ngồi ở trong quá. Sân ha, ngoài cái lề nè, bên trong rồi cái lề nha. Ở bên trong thì không thấy ai ngồi ha, ngồi ở ngoài không ạ. Này cô bé đi ăn phở ha cô bé. Đi ăn phở tái nạm gầu. Rồi thực đơn có gì nha. Cô bé order gì cô bé? Trái nạm gầu. Trái nạm gầu. Trong thời gian mình đợi đem cho mình một hũ chè khoai môn. Ăn ngon không cô bé? Được. Ăn ngon nhưng mà nó làm lạc lạc không có mà. Đây, chè khoai môn cho ăn tráng miệng trong thời gian chờ đợi. Tráng miệng ngay là lịch sử. Tráng miệng là cuối cùng là ăn khai vị. Ăn khai vị, đúng rồi, ăn khai vị. Cho chè khoai môn chút xíu à, ăn cũng được, ăn nhỏ nhỏ như hàng mẫu vậy đó, ăn gì đỡ mập. Đây phở của mình ra nè, cái tô này là tô đặc biệt nha. Tô này tô nhỏ nè. Tô này tô đặc biệt 14 đồng. Là tô đầu bài. Còn bên đây là tô của mẹ nhỏ hơn, tô của cô bé nhỏ hơn nha.
này mình đề nghị là các bạn ăn phở đặc biệt đi, đặng mình có nhiều cái loại thịt khác nhau á, ăn ngon á. Giờ thời Covid thì tính tiền ngay tại bàn luôn, để cái máy này xong mình để thẻ vô tính tiền luôn ha. Này họ có nguyên cái khay mấy cái hũ chè cho ăn khai vị chứ không phải là tráng miệng. Mình mới vừa vô ngồi là họ sẽ cho mình ăn mấy cái hũ này nè ha. Quay thấy được cô bé. Cô bé mua hết rồi. Tại hôm nay cũng có du khu bò nữa hả? Way.